xin chào tất cả các bác. Sau bao nhiêu ngày mong đợi cũng như rất nhiều yêu cầu từ các bác thì hôm nay là bên em chính thức là ra mắt sản phẩm khuôn oval loại mini. Mà điều đặc biệt là đây là bộ khuôn silicon. Ở bên trong nó một lớp silicon liền khối như này. Và bên ngoài là nó có cả đầy đủ làm trong bằng composite rất là chắc chắn. Đây một bộ khuôn này thì đúc chậu rất là đơn giản nhé. Còn ngay bây giờ thì sẽ tháo khuôn thành phẩm này ra để chúng ta cùng xem sản phẩm của nó tháo ra như thế nào, có dễ tháo không và đường nét của nó hoa văn có đáng để các bác đầu tư với một cái giá rất là thấp hay không. Rồi em hãy đưa anh cái máy. Cũng như tất cả các khuôn composite bên cơ sở thì là đều dùng loại ốc to nhé. Với bộ khuôn này, nếu như mà thời tiết đẹp, nắng ráo thì một ngày chúng ta có thể là làm ra hai sản phẩm. Còn nếu như mà thời tiết mưa như ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có thể làm được một sản phẩm trên một ngày thôi. Để tháo bộ khuôn này thì chúng ta sẽ tháo lòng trong trước. Đó, cách tháo là tốt nhất, ta sẽ kích đều cả mỗi bên lên cho nó đều nhau. Đó, sau khi đều lên thì ta sẽ bắt đầu nhẹ nhàng, ta sẽ đẩy cái lòng trong này lên. Đó, rất là dễ. Khi tháo lòng trong xong thì chúng ta thấy được bên trong nó chính là lớp silicon đây. Bây giờ tiếp theo ta tháo nốt hai mảnh vỏ bên ngoài. Cuốn nó rất dễ tháo. Như vậy bây giờ chỉ còn lại cái lớp silicon bao bọc toàn bộ cái thành phẩm chậu ta đúc ra. Nhiệm vụ bây giờ ta sẽ lột ra. Với cái loại cuốn silicon mà làm liền khối như này, không có một đường cổ nào thì thành phẩm chậu chúng ta đúc ra nó sẽ không có mơ via nhé, không có mơ via và sẽ không mất công xử lý lại mơ via và sẽ đảm bảo tăng cái độ thẩm mỹ cho cái thành phẩm này. Đó, đây là silicone đây, lột nguyên khối luôn. Đó, đây là thành phẩm đã đúc ra, một sản phẩm mini oval mini, hoa văn thì cực kỳ sắc nét này, đẹp cả luôn bên trong luôn. Và bây giờ sẽ đo kích thước để các bác cùng nhau xem kích thước của bộ này. Bộ này có kích thước của vì là 16 cm, gọi 16,5 gọi 16 được rồi, 16 cm của vì 26 nhá, 26 cm. Lọt lòng là đo được là 24,5 cm lọt lòng. Còn cái chiều rộng của nó, chiều rộng là 20, chiều rộng là 20 phủ bì. Lọt lòng đo được là 17,5 cm. Chiều sâu, sâu ta đo được là 9 cm phủ bì. Phủ bì bên ngoài có chiều cao của chậu là 12 cm. Đó, như vậy là một kích thước có thể nói là để có thể là chậu để bàn được. Đấy, còn khi mà đã xong khô rồi thì thành phẩm sơn lên, chúng ta có thể có nhiều cách sơn. Một trong những cách sơn mà nhanh nhất, đơn giản nhất và nó cũng rất là xa, chúng ta sơn rửa đồng như này. Đó, như vậy bác nào có nhu cầu sử dụng bộ khuôn như này thì ngay bây giờ có liên hệ với cơ sở khuôn chậu theo số điện thoại ghi ở trên màn hình.
tất cả những mẫu này đều được cơ sở gửi miễn phí tận nhà. Còn giá thì các bác vui lòng liên hệ nhé, giá vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Thì giá cả của những bộ này nó sẽ lên hay là xuống phụ thuộc vào vật liệu trong thời gian gần đây. Vật liệu trong thời gian đây nó có biến đổi liên tục, nếu mà vật liệu tăng thì cơ sở sẽ tăng hơn một chút, và nó có giảm đi thì cơ sở sẽ giảm một chút so với cái giá công bố ban đầu. Rất nhiều bác hỏi cái bộ khuôn silicon lại mini này đổ có khó không, thì video này sẽ trả lời tất cả các giải đáp các bác luôn về thời gian cũng như là cái cách đổ bộ này. Đầu tiên thì về chống dính nhé, thì khuôn silicon này hoàn toàn chúng ta không chống dính vào bất kỳ cái gì nhé, tuyệt đối là không chống dính, về bản thân silicon nó không dính. Thế còn về vật liệu thì chúng ta vẫn trộn bình thường nhá, là xi cát và sỏi theo tỷ lệ là 1 xi 1,5 cát 1,5 sỏi. Ta đánh miễn này, có điều kiện sử dụng cái máy đánh vữa trộn thì nó càng tốt hơn. Đó, sau khi mà đổ vào tương đối đủ rồi, chúng ta sẽ lắc nhẹ này. Nếu có búa cao su ta sử dụng búa gõ, còn không ta lắc cái này là cũng là đảm bảo là sẽ không bị rỗ rồi. Đó, như vậy bộ này đã được nhá. Còn một lát nữa khi mà nó cứng lại một chút thì chúng ta sẽ lấy cái chiếc bay như này, chúng ta sẽ thêm vữa vào bộ mũi chân nhá. Một lát nữa khi cứng, bây giờ chưa được làm đâu, chúng ta sẽ thêm vữa vào bộ mũi chân này thì nó sẽ tạo thành bốn mũi chân của cái trọng là xong đâu. Trong vòng khoảng là 12 cho đến 13 giờ đồng hồ thì bộ này đã có thể tháo ra được rồi. Với khuôn silicon này thì thời gian đông cứng của bê tông này nó cũng không cần phải đến 24 giờ như khuôn composite đâu, là ta cũng đã có thể tháo được ra được rồi. Đấy, bác nào muốn sở hữu của khuôn này thì ngay bây giờ liên hệ với cơ sở theo số điện thoại trên màn hình. Tất cả những mẫu khuôn này cơ sở đều miễn phí vận chuyển tới tận xưởng của các bác. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.